ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý tiền hữu tri thức, chủ đề hôm nay liên hệ đến phước đức nhằm mà phân ứng dụng bài kinh mang cùng tên, đứng vị trí thứ ba trong kinh Phật cho người tại gia. Về xuất xứ, bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên nhân sự kiện có một vị thiên giả cơ thể phát quang quan tâm về đầu mối và cách thức tạo dựng phước báo cho con người trên hành tinh này. Vượt ra ngoài dự tính ban đầu của người đặt câu hỏi, Đức Phật đã không nói những vấn đề thuộc về siêu hình, những cái mà con người chỉ mơ tưởng mà không đạt được trong đời sống thực tiễn. Lời phân tích của Đức Phật về nghệ thuật làm phước bao gồm có 10 điều. Phân tích chi tiết thì gồm có 38 yếu tố, mà theo đó đó bất kỳ ai dầu tuổi tác, vai trò, vị thế xã hội, màu da, sắc tộc có khác biệt thì kết quả đạt được về phương diện duy trì phước báo, tiếp nhận phước báo, nuôi dưỡng phước báo là giống nhau. Thông qua bài kinh này, Đức Phật muốn nhắn gửi đến tất cả người tại gia thông điệp: muốn sống hạnh phúc thì hãy gieo trồng phước báo. Hạnh phúc là kết quả, gieo trồng phước báo là nguyên nhân. Việc gieo trồng đúng các hạt giống phước sẽ làm cho người gieo trồng gặt hái được các quả phúc. Trong 10 điều được Đức Phật phân tích ngay sau đây đó, hoàn toàn không có điều nào liên hệ đến sự cầu nguyện. Như thói quen của người tại gia khi đến chùa hoặc là các tín đồ thuộc các tôn giáo khác thường làm khi có mặt ở tại nhà thờ. Nói cách khác, theo Đức Phật, toàn bộ các hạnh phúc rồi những phước báo công đức mà con người đạt được là do con người biết gieo trồng các hạt giống phúc, như là một quy luật nhân quả rất công bằng. 10 nguyên nhân phúc báo được Đức Phật nêu ra trong bài kinh này bao gồm như sau: nhân phúc báo 1, phương pháp thứ nhất là tránh người cảnh xấu ác để không bị vạ lây, thân cận bậc hiền đức, tôn trọng học điều hay. Trong bài kệ vừa nêu, Đức Phật nêu ra đối tượng và môi trường sống mà con người cần lưu tâm vì tạo ra một cộng hưởng nghiệp rất lớn. Ở đây Đức Phật yêu cầu chúng ta là tránh những người xấu và môi trường xấu vì cộng hưởng nghiệp tiêu cực của nó. Tránh xa người xấu không phải là chuyện dễ,
tránh xa môi trường xấu lại càng khó hơn. Vì trong môi trường nào cũng có rất nhiều các con người, mà khi môi trường xấu thì tạo ra một cái cộng hưởng nghiệp xấu, thì tự động nó thu hút tất cả các thành phần xấu đến với họ. Cho nên có mặt trong một không gian đó, chúng ta sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các cộng nghiệp xấu này, và không khéo chúng ta sẽ trở thành là một thành phần của cái cộng hưởng xấu trong một không gian về bối cảnh xấu đó. Các cháu thiếu nhi có bối cảnh gia đình bất hạnh, chẳng hạn như nạn bạo hành của cha đối với mẹ, thì thường khi lớn lên đó, cái ám ảnh đó đã làm cho các cháu không thể đánh giá tốt hình ảnh người nam. Vì trong đầu óc của trẻ thơ, người cha là mô hình người nam lý tưởng, và đang khi đã bị bất mãn rằng là mẹ mình khổ đau bởi cha mình hành hạ, thì hình ảnh đó nó không làm cho các cháu có thể tôn kính những người nam khác, nhất là các cháu gái. Đó là các cái ảnh hưởng trực tiếp. Ảnh hưởng gián tiếp là nếu về sau này từ cái căm phẫn hình ảnh của người cha mà mình không ưa, đang khi lại không nỗ lực chuyển hóa nghiệp bản thân, thì đến lúc nào đó, thì những người con ở trong gia đình này sẽ trở thành là bản sao của người trai trong gia đình mà mẹ mình đã từng bị khổ đau. Không thích cũng bị cộng hưởng, mà thích cũng bị cộng hưởng. Thích thì bị cộng hưởng nhiều, không thích thì cũng bị cộng hưởng ít. Chọn bạn mà chơi, chọn môi trường mà giao lưu là những thước đo, theo đó chúng ta có thể đảm bảo được nhân cách sống và hạnh phúc từ nhân cách sống này. Yếu tố Đức Phật yêu cầu chúng ta phải ghi nhớ là bị vạ lây. Một ruộng dưa đang trong mùa thu hoạch, kẻ bồ hành vì bị kiến cắn ngồi xuống gãy chân, sẽ có thể tạo điều kiện cho những người ở xa ngộ nhận rằng nhân vật này đang làm công việc ăn cắp, tức là hái dưa thuộc sở hữu của một chủ sở hữu khác. Cho nên những ngộ nhận đó nó phát xuất từ hiện tượng giống mà không phải. Mà trong thực tế đó, thì tình trạng giống mà không phải đó dẫn đến tình trạng bị quy kết là rất nhiều. Huống hồ là trong một cái cộng hưởng nghiệp đó có rất nhiều người xấu, bởi cái không gian xấu mà mình tự động có mặt trong không gian xấu đó thì tự bị người ta đánh giá tiêu cực phải. Lần đầu tiên giới ăn chơi của Nhật Bản nhìn thấy các nhà sư Nhật Bản có mặt trong các quán bar, khởi lên tâm khủng hoảng niềm tin tôn giáo liền. Các nhà sư mà vào đây ăn chơi à? Nhưng trong số đó cũng có những người kiên nhẫn ngồi từ đầu chí cuối cho đến giờ tan, thì mới thấy là các nhà sư đang làm công việc hoằng pháp, có mặt tiếp xúc để biết những cái nỗi khổ niềm đau, thói quen tập khí của giới ăn chơi. Sau đó mới đến phần biểu diễn về nhạc rock, nhạc pop trong các quán bar, mà nội dung của nó toàn là về Phật pháp hết. Tức là mục tiêu là tốt, nhưng mà có mặt trong một cái không gian xấu cũng dễ dàng bị đánh giá ngộ nhận. Huống hồ là mình không có động cơ và mục đích tốt, lầm lỡ hoặc là vô tình có mặt ở trong một không gian xấu, chúng ta sẽ bị đánh giá là xấu. Cái cộng hưởng nghiệp đó là không thể tránh khỏi. Để vượt qua các cộng nghiệp xấu này thì Đức Phật khuyên là hãy thân cận các bậc hiền đức với mục tiêu học hỏi các điều hay trên nền tảng tôn trọng họ. Bậc hiền thì không thiếu, bậc đức cũng không thiếu. Có điều là nhiều người trong chúng ta đã không thấy đó là một nhu cầu, cho nên chúng ta
đôi lúc diễn kiến và tiếp xúc với bậc thượng đức, nhưng chúng ta lại không tận dụng được cơ hội đó để học các điều hay. Có người chỉ lấy cơ hội này để được chụp hình, hoặc là để chứng tỏ rằng là mình có quen biết với những bậc đặc biệt thôi. Còn học hỏi điều hay đó bị bỏ qua tai, đằng kỳ đó mới chính là mục đích quan trọng. Như vậy cộng hưởng trong tình huống này là một cộng hưởng tích cực. Tiếp xúc với bậc hiền đức, ít nhiều ta được cái cộng hưởng tích cực của bậc hiền đức. Nguyên nhân phước báo hai. Phương pháp thứ hai là xây dựng môi trường tốt để gây tạo nhân lành, quyết tâm theo đạo đức để cuộc sống thanh bình. Môi trường là do con người tạo ra. Môi trường thiên nhiên, môi trường văn hóa, môi trường giáo dục đều góp phần tạo ra các nền tảng để con người có thể sống hạnh phúc hơn. Khi luật bảo vệ môi trường đó được đề cao, thì ý thức sống gần gũi với thiên nhiên và môi trường đó được xem là nếp sống lành mạnh, nếp sống xanh. Các thành phố lớn, đông dân đó, dần dà mất đi không gian môi trường xanh. Và quốc gia nào có tầm nhìn xa thì trong lòng thành phố đều tạo ra những khu vườn rừng sinh thái tự nhiên để làm bù phổi cho khu vực đó. Ở đây xây dựng môi trường tốt được hiểu là môi trường văn hóa, giáo dục và đạo đức. Cả ba đó thì góp phần hình thành lên một đời sống xã hội chuẩn mực. Và điều này rất phù hợp với kinh A Di Đà khi Đức Phật dạy một trong năm yếu tố để có được cơ hội tái sanh Tây Phương phải là tạo môi trường tốt lớn. Nghĩa là người tu học Phật không phải chỉ tu học cho riêng mình, vì tu học riêng mình là quá dễ. Rất nhiều người thậm chí chưa từng là Phật tử cũng sống rất tốt, làm được rất nhiều việc làm, nhưng mà họ không có bận tâm đến việc mở ra một cái môi trường mà tới đó nhiều người có thể tham gia hơn để được lệ lạc lớn hơn. Và trên nền tảng này chúng ta thấy là lời Phật dạy bao giờ cũng nhấn mạnh đến góc độ năng động tích cực, vốn rất cần thiết cho sự dấn thân phụng sự chúng sinh. Tạo tác các nhân lành trên nền tảng niềm quyết tâm hướng về đời sống đạo đức là yếu tố quyết định sự hạnh phúc nội tại. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là biến các nhân lành trở thành vệ sĩ hay là Bồ Tát bảo hộ trong đời sống thực tiễn, vì không có hạnh phúc nào khác hơn ngoài chính các nhân phước đức mà chúng ta gieo tạo. Chân lý giản đơn này không phải ai cũng có thể nhận ra và trải nghiệm được trong đời sống hiện thực. Ba thành phần sau đây được xem là rất bị vướng kẹt vào máy tính: thành phần thương gia, thành phần bình dân và thành phần chính trị gia. Chính trị gia thì muốn tài vị lâu dài hoặc thăng quan tiến chức. Thương gia thì muốn công việc làm mình ngày càng được phát triển, sự giàu sang từ đó như là những cơ hội béo bở. Còn người bình dân đó, do vì thiếu nghiên cứu, thiếu các sinh hoạt tâm linh theo hướng nhân quả, cho nên đến các cơ sở tôn giáo chủ yếu chỉ để cầu nguyện thôi. Nhưng rồi chúng ta phải ghi nhận một sự thật, đó là các hứa hẹn chỉ là các chiếc bánh vẽ, không thể giúp cho con người no thật được. Những gì chúng ta muốn, chúng ta phải nỗ lực làm có phương pháp. Và cuộc sống thanh bình chính là kết quả của một đời sống đạo đức thôi. Nguyên nhân hạnh phúc ba:
siêng học, tay nghề hay, có lương tâm đạo đức, luôn nói lời chân thật, từ ái với tha nhân. Thì trong nhóm các nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc này đó, chúng ta thấy là sự lập nghiệp đó, bắt đầu bằng sự học. Có thể nhiều người vinh vào các lý do rằng là nhiều tỷ phú và triệu phú trên thế giới đều thuộc về mô típ người bình dân. Như vậy cần phải học để có được bằng cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ để làm gì? Đang khi rất nhiều giới học thức bị thất nghiệp và phải làm việc cho các triệu phú, tỷ phú không có bằng cấp. Nên nhớ các triệu phú, tỷ phú không trải qua con đường học do thông minh đặc biệt bằng cơ nghiệp cá nhân chỉ là một thiểu số không đáng kể trên toàn cầu. Còn những người có ăn học tới đây tính chốn á, thì cái cơ hội lập nghiệp sẽ được đảm bảo hơn. Vì đó con đường giải phóng nghiệp và khắc phục được vận mệnh của mình ngắn nhất vẫn là bắt đi bằng con đường của học vấn. Các nước tiến bộ về kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật đã có một bước nhảy vọt và đi trước dẫn nước nghèo còn lại về phương diện giáo dục. Ngân sách cho giáo dục là rất lớn để giúp cho mọi người có được nghề ổn định. Và đây là con đường tồn tại bền vững. Bằng con đường học vấn, phần lớn chúng ta sẽ có được nghề ổn định. Nhưng nếu chúng ta thiếu lương tâm và đạo đức và không thật tình với ai thì kiến thức đó sẽ trở thành là mối đe dọa hạnh phúc của người khác. Thì chúng ta có thể mưu mô, chuốc quỷ, qua mặt nhiều người, trái phạm luật pháp, sống ngoài vòng kiềm tỏa của luật, chúng ta làm lũng đoạn xã hội, nhưng rồi đó cũng phải gánh lấy các hậu quả nghiêm trọng. Một trong những biểu hiện về truyền thông của người đạo đức là nói lời chân thật, lời tự ái với bất kỳ ai có cơ hội làm việc chung và tiếp xúc với mình. Nói lời chân thật rất khó vì có nhiều người sợ bứt lòng hoặc là bị vạ lây hoặc bị trù dập hoặc gặp trắc trở. Khi mình nói những điều bộc trực bằng tâm từ ái, chúng ta sẽ không bị vướng kẹt vào thị phi, phê bình, chỉ trích, tấn công mà vốn là biểu hiện của mặc cảm hay là thành kiến đối với một người nào đó mà mình không thích. Ở đây nói lời chân thật bằng tâm từ ái sẽ làm cho ngữ điệu trở nên dễ nghe hơn và vấn đề trở nên đơn giản hơn. Hiệu quả truyền thông và góp ý trong tình huống này là có thật. Tức là người tại gia cũng phải lập nghiệp và người xuất gia cũng phải lập nghiệp. Sự nghiệp của người tại gia là có công việc làm ổn định, có thể tự nuôi sống. Sự nghiệp của người xuất gia đó là tinh tấn tu tập chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ để chúng ta có thể trở nên thông dong và không bị vướng kẹt bởi các hậu quả xấu. Nguyên nhân hạnh phúc 4: luôn hiếu dưỡng song thân, thương chăm sóc gia đình, chọn làm nghề thích hợp, sự nghiệp phát triển nhanh. Lời giải vừa nêu phân tích về mối quan hệ nhân quả giữa sự nghiệp được phát triển bền vững với và dựa trên cơ sở của lòng hiếu thảo và chăm sóc cha mẹ cũng như là thân bằng quý thuộc của mình. Đó là phương diện phước báo tác động tích cực đến sự phát triển nghề nghiệp. Đó là người có phước báo do hiếu kính với cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ con đường tự giác, rồi
làm cho cha mẹ trở nên có hạnh phúc, làm được nhiều việc lành. Đó là cách thức mà chúng ta có thể đền ơn đáp nghĩa cha mẹ và người thân. Biểu hiện của hiếu dưỡng song thân đó là thương và chăm sóc gia đình. Đó là thương kính cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, thương yêu con cái và chăm sóc con cái của mình. Đó là một trách nhiệm gia đình mang tính toàn cầu. Việc chăm sóc phải được thực hiện bằng các nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể. Đó là phải có chu cấp, chia các phần lương của mình cho cha mẹ để giúp cho cha mẹ vượt qua những khó khăn do bệnh tật ở tuổi về hưu. Càng có tâm chăm sóc, chúng ta đạt được tính cách trách nhiệm xã hội. Và người như thế là người có uy tín, đáng được chúng ta quý trọng và thương yêu. Còn làm gì làm thì theo Đức Phật vẫn phải chọn nghề thích hợp thôi. Bởi vì rất nhiều người đã phung phí cả một quãng thời gian tuổi thơ rồi thanh niên, học quá xá quá xa, học cái gì cũng học, nhưng qua rồi không sử dụng được cái gì hết. Vì học một thời gian rồi, chúng ta bị nỗi đam mê đó trói buộc mình. Đa khi mục đích của việc học là để phục vụ cho xã hội, những kiến thức mà mình đạt được một cách bài bản. Do vậy người học quá nhiều các bằng cấp sẽ rất khó làm việc. Bởi vì thứ nhất là do ngại rằng là mình có nhiều bằng cấp, nếu mình dở hơn những người không có bằng cấp thì quê, mà hơn những người đó thì không có gì để danh dự, làm cho người đó trở nên dè dặt và rất là thu thúc mình, khép kín mình ở trong cái không gian yên vắng thôi, chứ còn không nỗ lực làm, không dấn thân, không đóng góp gì hết. Chọn người thích hợp sẽ giúp cho chúng ta đạt được sự phát triển sự nghiệp hơn. Điều này nó cũng giống như dân gian có câu nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Chúng ta cũng không phủ định rằng là cũng có một số người có năng lực đa năng, tức là lĩnh vực gì họ cũng sở trường, là sở trường nhờ thông minh, sáng kiến, sáng tạo, phát minh. Mà rất nhiều người có thể làm cùng một thời gian nhiều công việc gấp 50 lần người khác. Thì trong tình huống này, người đó cũng không cần thiết phải giới hạn mình ở trong một cái nghề thích hợp. Vì người đó có thể biến nghề tay trái thành nghề tay phải, biến nghề nghiệp dư thành nghề sở trường. Nếu không phải là những hạng người đặc biệt như vừa nêu, việc ôm đồm quá nhiều các lĩnh vực và kiến thức ngành nghề sẽ làm cho chúng ta không thể nào thành công, vì không có độ chuyên môn, không có thời gian, công sức, tâm huyết đủ chính để đầu tư cho ngành nghiệp nó trở nên hiện hách. Quy nhân phước báo năm: sống chân thật bố thí, giúp xã hội người thân, nhân cách luôn cao thượng, hành xử như chân nhân. Ở đây các đức tính cao quý mà con người cần phải nỗ lực vun trồng để làm lớn mạnh phước báo cho bản thân. Thứ nhất là hạnh chân thật, không quanh co, không uống khúc, không mưu ma trước quỷ. Giữa là nói về việc làm thống nhất với nhau, và trong tâm nghĩ cái gì phát ngôn như thế. Đang khi có một số người đó thì chúng ta là phức cảm tâm lý, tâm thì muốn việc A nhưng phát ngôn thì nói là phi A, tâm thì muốn đạt được việc B nhưng mà khi chia sẻ đó thì giấu cái B đi, chỉ nói cái C, D, E và những thứ khác thôi. Và người như vậy đó thì rất khó có thể hợp tác trong các hoạt động tập thể được. Sống chân thật,
sẽ làm cho uy tín ngày càng được tăng thưởng. Ngoài uy tín nhờ lối sống cho thật, từ người tu học Phật muốn có phước báo thì phải tu tập hạnh bố thí cúng dường. Đối tượng ở đây là người thân, xã hội. Khi làm công việc đó thì làm bằng cái tâm rộng lượng, như là một nhân cách cao quý, không hề mưu cầu hạnh phúc bản thân, không hề mặc cả nhân quả, không hề bị vướng kẹt vào việc đông đo tính điếm các phước báo từ việc đánh đố. Ta làm như là một bậc chân nhân đang ứng xử trên nền tảng của lòng từ bi, cho nên dầu cho người khác có biết ơn không biết ơn á, việc giúp ích cho xã hội cộng đồng vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Từ ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 5 2013, sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam đã làm dấy động truyền thông Việt Nam hơn bao giờ hết. Có hai luồng phản ứng trước sự kiện của Nick. Phản ứng một là đề cao ảnh hưởng của hình ảnh nghị lực phi thường của một chàng trai không tay không chân đã làm nên cơ đồ, có được vợ đẹp, con xinh, trở thành một diễn giả nổi tiếng toàn cầu. Thì những người nhấn mạnh đến góc độ này đó thì thấy rất rõ là bằng việc bỏ ra 36 tỷ, các nhà tổ chức mà phần lớn là các Phật tử thường thập gây ra một cái ý thức cộng đồng ở cấp quốc gia và các tỉnh thành về mối quan tâm đối với những người bất hạnh, mà tại Việt Nam chiếm 15% dân số của gần 90 triệu người. Họ là những người tàn tật, nghèo khó, bất hạnh, mặc cảm, trầm uất và đối diện với rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Lên dây có tinh thần và truyền nghị lực sống cho những người như thế qua hình ảnh của một chàng trai không tay không chân người nước ngoài, quả thật là có nhiều giá trị cao quý. Những người chống đối thì đặt ra vấn đề là có cần thiết phải tốn đến 36 tỷ để mang về một bài học nghị lực. Đang khi ở trong nước cũng có rất nhiều những người tàn phế hai tay hai chân trở thành là những nhân vật lỗi lạc mà trong nước ai cũng biết. Đóng góp của họ cho xã hội Việt Nam là rất lớn. Họ không phải là diễn giả mà họ là những hành giả làm các công việc cụ thể. Các tranh luận vừa nêu sẽ không bao giờ kết thúc. Anh Lê Phước Vũ, chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen, chia sẻ với các cơ quan ngôn luận rằng việc đưa Nick đến Việt Nam mà nói là không có tính toán về phương diện truyền thông và PR là nói dối, nhưng mà cho rằng là vì việc đó mới làm thì không phải là sự thật. Cho nên cái mục tiêu của những người Phật tử làm công việc này là để kêu gọi ý thức ủng hộ người tàn tật ở tại Việt Nam từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Và bên cạnh đó thì anh cũng không hề giấu giếm rằng là nhờ tổ chức sự kiện này mà cổ phiếu của tập đoàn Tôn Hoa Sen đã lên tới tăng khoảng 5 điểm đến 6 điểm. Và trong vòng 5 ngày tổ chức thôi thì tập đoàn Tôn Hoa Sen đã mang lại một cái khoản lợi nhuận khoảng đến là 180 tỷ, đang ghi đầu tư 36 tỷ mà có được một khoản lợi như thế là ngoài dự kiến. Cho nên về bản chất của các hành vi thiện đó, khi mà cái giá trị truyền thông nó càng lớn, ảnh hưởng cộng đồng càng nhiều đó, thì phước báo của những người mà phát tâm làm việc này nó cũng theo đó mà được tăng trưởng tỷ lệ thuận. Về món hề về việc tổ chức, mặc dù mục đích chính không phải là PR, nhưng
cái kết quả đạt được là hiệu quả kinh tế từ việc đầu tư. Tính ra chỉ có tốn 4 ngày làm việc mà có được là 180 tỷ. Phải nói đó là một thành quả rất lớn. Đang khi tiền thù lao cho Nick là 50.000 đô, tức là 1 tỷ đồng. Thì đối với đồng lương của người Việt Nam á, thì quả thực là con số nhiều tiền, nhưng đối với cái thành quả mà ban tổ chức đạt được á, thì con số đó chẳng bao nhiêu hết. Chứ dù sau này nữa, đang trong cái làn sóng dư luận trái chiều, thì công việc giúp xã hội qua hạnh bố thí, rồi qua ý thức cộng đồng về việc trợ giúp cho người tàn tật đã có nhiều lợi ích đối với xã hội Việt Nam. Chỉ có một điều á, mà những người Phật tử đi tham dự sự kiện vừa nêu á, không hài lòng là Nick cứ đề cập đến Thượng Đế và cảm ơn Thượng Đế đã cứu giúp cuộc đời của anh. Chúng ta không trách gì Nick, vì Nick là một tín đồ của Tin Lành từ nhỏ, và hiện nay anh là linh mục, tức là mục sư Tin Lành. Vì là một mục sư thì việc mà truyền giảng các lời dạy của Chúa là thường tình thôi. Và điều đó nó đi ngược lại với cái nghị lực mà anh đã nỗ lực. Hay là thuộc vào Chúa thì không còn nghị lực cá nhân, nghị lực là nỗ lực của bản thân, không lệ thuộc vào tha nhân. Còn khi nói cảm ơn Chúa rằng Chúa đã cứu giúp mình thì cái đó không còn là nghị lực nữa, cái đó như là một phép màu. Mà trên thực tế phép màu chẳng có thật, chỉ có các nghị lực tạo ra tiến trình chuyển nghiệp của nhân quả, để một người tàn phế từ thời nhỏ lẽ ra tự tử chết trở thành một người nổi tiếng, nổi như cồn hiện nay. Nếu Nick có đủ hai tay hai chân, bệnh trai lớn con, da trắng thì thuyết trình của Nick cũng chừng có vài trăm người là nhiều, giống như các giáo sư đại học khác đó. Nhưng mà vì Nick không tay không chân cho nên là cái khuyết tật đó có thể trở thành một cái sở trường lớn. Do vậy khi làm các việc thiện đó, thì lời Phật dạy là chúng ta phải có nhân cách cao thượng để hành xử cao thượng như một chân nhân, tức là không có mong cầu cái quả phúc đang khi chúng ta làm thì quả phúc nó sẽ lớn hơn những cái mà chúng ta mong đợi. Nguyên nhân hạnh phúc 6: quyết không làm điều ác, không ma túy rượu say, thích việc lành đạo đức, theo đuổi sống thẳng ngay. Phần đầu của điều 6 này đó liên hệ đến điều đạo đức thứ 5 mà người đệ tử tại gia cần thực tập. Ma túy là tội phạm quốc tế, chiếu vào nó đánh mất tương lai. Nỗi khổ niềm đau không phải chỉ biến cho đương sự trở thành nạn nhân, mà còn trở thành là gánh nặng của gia đình và xã hội. Rượu say đối với các tôn giáo khác không là vấn đề gì quan trọng, nhưng mà đối với đạo Phật đó là nguyên nhân tiềm ẩn của các rối loạn xã hội và bất ổn gia đình. Đức Phật có tầm nhìn xa quyết rộng, cho nên Ngài đã hướng dẫn chúng ta tránh xa các loại độc tố đó, để chúng ta không bị rơi vào các rủi ro mà nạn nhân chính là bản thân mình và những người thân thương. Thay thế cho các nỗi đam mê tiêu cực vừa nêu, Đức Phật khuyên là thích việc lành, thích đạo đức, thích thẳng ngay và thích sự kiên trì bền vững. Thích đạo đức chúng ta mới trở thành người đạo đức, thích thẳng ngay chúng ta mới sống thẳng ngay, thích theo đuổi lý tưởng thì chúng ta mới trở thành là một người có lý tưởng. Cái sở thích đúng bao giờ cũng phải đi trước, các hành động đúng, nghề nghiệp đúng sẽ theo đó có mặt. Ở đây Đức Phật không có kêu cầu chúng ta bỏ một cách đơn giản, bỏ một cái xấu A thì Ngài kêu chúng ta lắp vào cái chỗ trống đó một việc làm tốt B. Thay thế này nó không làm chúng ta bị choáng váng hay là bị
rối loạn cảm xúc do ngừng chúng một cách quá đột ngột. Đang khi nhu cầu chuyển nghiệp nó đòi hỏi đến một tiến trình thời gian, chúng ta phải làm quen dần, khắc phục dần và chiến thắng chính mình dần. Ở tại Việt Nam, các quán nhậu mọc lên như nấm, và đó là một cái hiện tượng tiêu cực đáng báo động. Hầu như quán nhậu ở Việt Nam thuộc về hàng top 10 trên thế giới. Con đường sư Thiện Chiếu dọc chùa Xá Lệ, 10 năm trước thì không có vấn nạn gì, nay đó trở thành là cái con đường của nhậu, bia, thực phẩm mặn, thực phẩm nước. Mà nếu như ở nước ngoài đó thì các quán như thế sẽ khó có cơ hội có được giấy phép hành nghề đó, vì nó phạm phải các cái mỹ cảm tôn giáo. Đang khi các tôn giáo khác ở nước ngoài đó là cho phép ăn mặn, mà các quán nhậu và thực phẩm mặn còn không được quyền có mặt ở cái vùng phụ cận của các cơ sở tôn giáo và tâm linh. Huống hồ đạo Phật là chủ trương ăn chay, chủ trương tỉnh thức, thoát ra khỏi rượu bia ma túy, nhưng lại gặp những cái hoàn cảnh như thế này, quả thực là dở khóc dở cười. Do đó phải có lý tưởng, theo đuổi lý tưởng một cách bền bỉ, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng. Mỗi lần gặp trở ngại, chúng ta như được truyền một sức sống mới, một kinh nghiệm mới, để chúng ta khắc phục các tình trạng tương tự trong tương lai. Người biết học có thể học lẫn nhau, không phải chỉ có học trò học thầy cô giáo, mà thầy cô giáo cũng học lại ở học trò ở nhiều lĩnh vực khác mà mình không thuộc về sở trường. Nên phải theo đuổi cái lý tưởng như vậy đó, thì chúng ta sẽ tích tụ được cái tinh hoa tri thức và nhiều cái kinh nghiệm sống rất là quý giá. Và đây chính là nền tảng của đời sống thiện. Đồng thời chúng ta cũng phải nêu một quyết tâm lớn là không làm các việc ác, không dính vào việc ác, không đồng loại với ác, không bao che ác, không xúi dục ác, không tán dương ác, không a tòng a vua theo ác. Tức là mình phải có lập trường vững để chúng ta không bị vướng kẹt vào các cầu nghiệp tiêu cực. Cho nên nhiều vị biết là có những cá nhân và tập thể phạm pháp, làm điều xấu, nhưng khi các cơ quan thanh tra đến hỏi thì họ phớt lờ như thể họ không hề biết đến. Thì về phương diện luật đó, họ sẽ được an toàn vì không trở thành năng nhân chứng. Nhân chứng buộc phải có mặt ở tòa. Nhưng về phương diện nhân quả đó thì họ sẽ gặp lao đao lặng nặng trong tương lai. Thì nhiều khi chỉ cần có một cái xác định của một nhân chứng, vụ án đó có thể kết thúc, mang lại cái công bằng xã hội cho nhiều người. Nhưng mà rất nhiều người đã không mạnh dạn làm như thế. Và như vậy các hậu quả tiêu cực sẽ có thể phát sinh trong tương lai. Cho nên thích làm việc lành, thích sống đạo đức, thích sống nghi thẳng, thích theo đuổi lý tưởng sẽ giúp chúng ta vượt qua được điều xấu ác, ma túy và rượu say. Thái độ tích cực này đó có thể được thực hiện ngay khi chúng ta còn sống và sống khỏe mạnh. Nguyên nhân hạnh phúc 7: sống lễ độ khiêm cung, biết ơn và đền đáp, không tham và biết đủ, siêng học pháp cao sâu. Thì đó là năm đức tính cao quý, giúp cho con người trở nên có ý nghĩa, giá trị và hạnh phúc hơn. Khiêm cung theo Phật giáo là sự chuyển hóa. Việc chấp cái tôi là quan trọng.
Người khiêm cung sẽ có lối sống rất bình dị, không cầu kỳ, không màu mè, không chém gió, không khoe khoang. Họ sống rất liêm khiết tri thức, cái gì biết thì nó biết, cái gì không thì nó không, không biết thì vừa còn nghe, không cúp lời, không cả vú lấp miệng em, không bưng bít, không cương điệu. Nhân cách sống này sẽ được nhiều người quý trọng. Biết ơn và đền ơn là một biểu hiện văn hóa và đạo đức. Người biết ơn là người sống có tình nghĩa, người đền trả ơn là người sống có hậu. Qua cầu rút phán hoặc chỉ biết chăm sóc đến hạnh phúc bản thân sẽ làm cho con người trở nên rất ích kỷ và vị kỷ, vốn ngược lại với lối sống cao quý mà Đức Phật đã dạy. Không tham và biết đủ là hai phương diện của hài lòng tích cực. Hài lòng tiêu cực là chấp nhận số phận an bài. Hài lòng tích cực là sự phấn đấu nỗ lực có phương pháp, có tâm huyết, đầu tư bằng thời gian và sức lực. Kết quả như thế nào, quan hệ chấp nhận như thế đó. Không tự gây khó dễ mình, không tạo ra thêm những áp lực cho mình. Nhờ đó người ấy có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm với nhiều bài học hay và khắc phục các hậu quả tương tự, không để cho chúng xảy ra trong tương lai. Trong kinh doanh á, kẻ tham lam dễ chết. Trong cờ bạc á, người tham lam á, dễ trở thành trắng tay. Trong mọi lĩnh vực, kẻ tham lam đều trở nên là có vấn đề. Do đó phải biết hài lòng để không còn tham vô cớ, tham không đáy, mà phần lớn hậu quả của chúng á, là rất khó lường được. Siêng học Phật pháp là một trong những yếu tố mà theo Đức Phật mang lại hạnh phúc cho người tại gia. Gần đây thì có nhiều Phật tử đến chùa Giác Ngộ, cơ sở tạm thời. Trong số đó nhiều người nhận các băng giảng kinh sách. Sau thời gian một tháng hai tháng lại chùa thăm chúng tôi, khi được hỏi là đọc các sách băng giảng đó chưa, thì có nhiều người trả lời là bận quá thầy ơi, chưa đọc, chưa nghe, chưa xem. Thì cái đó là tự mình đánh mất cơ hội có được thêm nhiều kinh nghiệm quý, kiến thức hay, giải pháp giỏi từ nền triết học của Đạo Phật. Nói về bận thì không ai không bận. Vấn đề ở chỗ là ta có khéo léo sắp xếp ngân quỹ thời gian để một ngày như vậy chúng ta cũng phải có ít nhất là một tiếng đồng hồ để xem sách minh triết của Phật. Nhiều người đã bị lạm vào trong TV, radio, báo chí, rồi ngày nay có internet, xem hết thông tin này đến thông tin nọ mà không biết là mình xem cái đó để làm cái gì và các thông tin đó phục vụ cho đời sống mình như thế nào. Tức là bị quá đà. Học chánh pháp cao sâu á, đôi lúc nó hơi buồn ngủ vì nó khô khan, nhưng mà là ánh sáng soi đường. Có nhiều kiến thức Phật pháp chuẩn xác, chừng nào chúng ta sẽ trở thành là một người minh triết chừng ấy. Rồi từ kiến thức dẫn đến thực hành, chúng ta sẽ trở thành là người hữu dụng. Do đó tu học Phật mà suốt đời chỉ đọc một bài kinh hay là chỉ quanh quẩn danh hiệu Phật không thì chưa thể được xem là thoát khỏi mù chữ Phật pháp. Siêng học chánh pháp cao siêu là một và mệnh lệnh cách buộc chúng ta phải dành thời gian cần thiết để đọc kinh sách Phật. Có giống như người uống tên á, mỗi ngày phải làm công việc uống tên.
người huấn luyện voi mỗi ngày phải điều voi, thợ mộc thì mỗi ngày phải cưa cắt bào, lắp ráp các sản phẩm gỗ. Cái gì cũng đòi hỏi đến việc học kiến thức đến nơi đến chốn. Và Phật pháp cũng thế, là tu sĩ mà không học Phật pháp tới nơi đến chốn tại các chùa Phật học, hay là không tự học tại chùa, thì thật là vô ích và chịu cái hậu quả nhân quả rất lớn. Là bởi vì người không học, cơ hội truyền bá mê tín rất cao, và là một thầy tu mà truyền bá mê tín thì chúng ta phải bị chịu nhân quả xấu. Vì rất nhiều người do tin vào uy tín của mình mà sống một cách sai với lời Phật dạy. Nguyên nhân hạnh phúc 8: sống kiên nhẫn, phục thiện, thân cận các bậc thầy, học hỏi và cầu tiến, nghe pháp học điều hay. Nếu ở trên học pháp là mình có thể tự học từ trường lớp, từ sách vở, từ bạn bè, thì đây việc nghe pháp là chúng ta học trực tiếp tại các giảng đường như các vị có mặt ngày hôm nay. Tại các giảng đường lớn đó, thì có nhiều người đã có mặt ở trong giảng đường suốt cả 30-40 năm, nhưng mà không bao giờ họ hẳn như tự hào rằng là họ biết mọi thứ về Phật pháp. Biển Phật pháp là mênh mông, lãnh vực nào cũng thế. Biết sơ sơ mà được bơm lên là biết trọn vẹn, biết cạn cợt mà cho rằng là mình biết sâu sắc, chỉ là một cửa ngõ đóng bít cái con đường trí tuệ của bản thân thôi. Ở đây có nhiều đức tính tốt và con người có thể học hỏi. Trước nhất là hạnh kiên nhẫn, bền gan, kiên trí, theo đuổi, bám sát chân lý, cho đến lúc nào chúng ta đạt được các thành quả đó thì thôi. Tính kiên nhẫn này dẫn đến thành tựu phước báo là điều không thể phủ định. Kiên nhẫn thì nó thể hiện đến năng lực chịu đựng tích cực. Đang khi chấp nhận số phận an bài đó, nó cũng có một cái tính kiên nhẫn và bền gan, nhưng không phục vụ cho các giá trị cao quý. Phục thiện trước nhất là một nhu cầu, về sau là con đường chuyển nghiệp. Dầu là nhu cầu hay chuyển nghiệp thì sự phục thiện sẽ biến đương sự trở nên có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Ai cũng có những tiềm năng để trở thành người tốt, đóng góp nhiều phương diện cho xã hội. Nhưng nếu như chúng ta không thường xuyên hâm nóng phục thiện thì chúng ta sẽ không đạt được các thành quả mà lẽ ra mình xứng đáng đạt được. Một trong những yếu tố quan trọng của phước báo là học hỏi các điều hay từ các bậc thầy. Vì các bậc thầy đã dành thời gian vài chục năm trong lĩnh vực chuyên môn và truyền trao lại các cái kinh nghiệm, các bí kíp để sở hữu nguồn kiến thức cao quý, để sống an vui, để tăng trưởng phước báo, không phải ai cũng làm được. Muốn như vậy thì phải có tâm cầu tiến, tâm không hài lòng, tâm không lệ thuộc vào thành quả. Vậy mọi thứ nó diễn ra trong mọi bối cảnh nó rất là khác nhau. Trong một buổi giảng chỉ cần có một vài câu tâm đắc thôi là có thể thay đổi được nếp sống, lối sống, và thay đổi được một cộng đồng người rồi. Huống hồ là có nhiều điều nó rất là phù hợp với lối sống tích cực mà đôi lúc mình không nghĩ rằng đó là Phật pháp, mà trên thực tế đó là Phật pháp. Hoặc đôi lúc mình nghĩ rằng là mình không có nhu cầu, mà trên thực tế nhu cầu đó là cao hơn những người bình thường nữa. Nguyên nhân hạnh phúc chính: sống chánh niệm tỉnh thức, hành Phật pháp nhiệm màu, quyết tâm theo chân lý, đạt niết bàn an vui. Thực tập Phật pháp nhiệm màu á là đề cập đến cái năng lực chuyển hóa
từ khi chúng ta tiêu thụ Phật pháp vào trong cuộc sống thực tiễn. Điều này đó là vượt trội hơn rất nhiều so với các kiến thức thông thường mà chúng ta có được. Để có được kiến thức Phật pháp, ta chỉ cần đọc sách Phật pháp, nghe băng giảng Phật pháp. Nhưng mà để ứng xử Phật pháp đó, đòi hỏi chúng ta phải là một người trải nghiệm. Cái biết đơn thuần không vẫn chưa cam kết đảm bảo được hạnh phúc do mình nỗ lực đạt được như sau. Khi thực hành chánh pháp diệu mầu của Đức Phật thì biểu hiện thông thường là chúng ta quyết tâm theo chân lý, sống chân lý, đạt chân lý, trải nghiệm chân lý. Phần lớn các chân lý có gương mặt rất đơn giản, nhưng nội dung của chân lý thì rất là cao siêu. Nên tìm chân lý qua các gương mặt điển trai, đẹp gái là một sai lầm. Chân lý vượt lên trên tất cả các giới hạn đó. Thực tập Phật pháp nó đòi hỏi đến là kiến thức đúng và vững. Không phải người nào sau khi đọc kinh Phật, nghe sách Phật, nghe băng giảng Phật rồi đều phát tâm Bồ đề, đều phát tâm làm các việc làm. Có rất nhiều người mặc dù biết chánh pháp là cao siêu sâu sắc, nhưng mà những cái tập nghiệp xấu nó đã qua năm tháng tích tụ thành giống như là các phiến đá, các tảng đá mà nỗ lực thông thường ở mức độ bình trung bình là không thể nào xây nhê gì. Do đó để theo chân lý đến nên đến chốn, có trước có sau, thì điều quan trọng là hành giả phải đạt được hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Để từ đó có niềm tin bất động hơn, sâu sắc hơn, bền chí hơn đối với các giá trị cao quý và chân lý được Đức Phật giảng dạy. Thấy mới tin, thấy các thành quả, thấy các giá trị từ những người thực tập, thì chúng ta tin chắc rằng là con đường đó có lệ lạc cho tha nhân. Một trong những nỗ lực cần thiết đó là mình phải đi một quyết tâm đạt được Niết Bàn an vui ngay kiếp sống hiện tại này, hoặc tối thiểu là sau khi chết chúng ta hoàn tất các việc làm lành còn lại để chúng ta đạt được những giá trị cao quý. Theo chân lý vừa là một cam kết vừa là một nhu cầu. Ở nghĩa đơn giản, chân lý là sự thật. Ở nghĩa biểu tượng và triết lý đó, chân lý là quy luật mà nương vào đó chúng ta có thể đạt được những sự thành tựu cao quý. Theo chân lý là sống có lý tưởng. Sống có lý tưởng thì chúng ta mang được lệ lạc cho nhiều người, còn rất nhiều người khác lại sống một cách lè phè, bình dân, không bằng tâm gì đến tiến bộ, không nỗ lực, không thay đổi, không chuyển nghiệp, cứ chấp nhận một số phận đã được an bài thôi. Thì đó chưa phải là người thực tập chân lý, mà lẽ ra chỉ nên gọi đó là người lấy chân lý làm bình phong. Cho nên họ biết như vậy thôi chứ không hề sống theo chân lý. Nguyên nhân hạnh phúc 10: đến đi trong nhân gian tùy duyên nhưng bất biến, tâm không hề lai chuyển, chuyển hóa hết đạo phiền. Hai câu đầu của bài kệ này đã khích lệ tinh thần ứng dụng học thuyết tùy duyên. Tức là mình không phải tự gây áp lực cho bản thân mình. Các tự duyên tốt đến thì tận dụng để làm các việc làm. Khi duyên kết thúc, chúng ta không có ký ức nuối tiếc hoặc là không bị sai sức. Bất biến là lập trường, mà tùy duyên là một phương tiện. Buộc chúng ta phải tiếp biến văn hóa để việc tùy duyên nó có tác dụng cao hơn.
việc lớn, việc nhỏ, việc trong, việc ngoài, việc cá nhân, việc tập thể, việc cộng đồng, việc quốc gia, theo Đức Phật đều phải lấy nguyên lý tùy duyên nhưng bất biến. Bất biến là những thay đổi mà thông qua đó bản chất của vấn đề, tình huống, sự kiện đã còn không còn được cơ hội lưu giữ như hình dạng ban đầu. Tại vì rất nhiều người nhân danh tùy duyên để làm nhiều việc nó không giống đâu vào đâu hết, cứ đổ lỗi đổ thừa vì hoàn cảnh như thế, sự cuốn trôi như thế, cho nên tôi phải ra nông nổi như vậy. Thực ra chỉ là biện hộ. Thì tại sao có rất nhiều người nghèo cho sạch, rất cho thơm, họ thành công từ sự nghèo, họ nổi danh từ những cái hành động và nỗ lực cao quý. Do đó khi thực tập bất cứ một hoạt hạnh tùy duyên nào, chúng ta phải nêu được cái bất biến, tức là cái cố gắng mà mình đạt được là cái gì, đưa chúng lên bằng cân, chúng ta sẽ dễ dàng quyết đoán đâu là điều có lợi và đâu là điều nó không có giá trị gì hết, vô thưởng vô phạt. Cốt lõi của học thuyết tùy duyên là làm cho tâm không bị lay động, lay chuyển, biến đổi, lập trường cho nên rất vững chãi, bài bản đâu đó thật chu đáo, các nỗ lực đầu tư thật ấn tượng, và kết quả an vui hạnh phúc cho tỉnh Bình Dương cũng là cho những cái nỗ lực chân cao quý đó cũng là rất lớn. Duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Tùy duyên đây là không có tùy theo duyên nghịch, mà tận dụng các duyên nghịch để làm cho cái việc giá trị đó được hiển hách hơn. Nếu muốn như thế thì chúng ta phải không bị lay chuyển lập trường, ý chí, quyết tâm, cam kết bao giờ cũng diễn ra một cách rất cao độ. Làm thế nào để chuyển hóa được não phiền? Để trả lời câu hỏi đó thì trước nhất Đức Phật dạy chúng ta là phải nhận diện đâu là phiền não, đâu là gốc rễ của nỗi khổ niềm đau, ta mới chuyển hóa được nó. Mỗi một bế tắc nó có cái gốc rễ gì, truy nguyên điểm mặt chỉ ra được gốc rễ của bế tắc, chúng ta được xem là giải quyết được vấn nạn hết mấy chục phần trăm rồi. Chuyển hóa là một nghệ thuật thay thế, bắt đầu bằng những nỗ lực giải phóng các nguyên nhân khổ. Rất nhiều người trong chúng ta chọn giải pháp phớt lờ, mà phớt lờ thật sự không phải là giải pháp, nó chỉ là nghệ thuật trấn an thôi. Trấn an thì chẳng đưa ta đi tới đâu, phải giải quyết dứt điểm đến tận gốc rễ của vấn đề. Chỉ cần đặt những câu hỏi tại sao tôi phải ra nông nổi đến thế, chúng ta sẽ tìm ra được các nguyên nhân dẫn đến tình trạng dễ khóc dễ cười của mình. Người ngoại cuộc thì sáng suốt, điềm tĩnh, vững vàng trong mọi quyết định và hành xử. Người thiếu chánh suốt thì đụng chuyện là rối bời, cho nên càng nỗ lực tháo mở thì càng bị dướng dính. Hậu quả là người đó bị đốt cháy trong phiền não. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, nhằm ngày 11 tháng 6 năm 1963, cái đây đúng 50 năm, Phật giáo Việt Nam ở tại Sài Gòn đó lâm vào pháp nạn khi chính quyền Ngô Đình Diệm, bao gồm tổng thống Ngô Đình Diệm,
Tổng giám mục Ngô Đình Thục, cố vấn Ngô Đình Du và đệ nhất phu nhân Xuân đang có nỗ lực biến đất nước Việt Nam trở thành là nước Công giáo, tức là biến một tôn giáo thiểu số trở thành là quốc giáo. Để làm cái việc đó thì gia đình họ Ngô đã phải gây ra nhiều cái bất bình đẳng xã hội và phải báo cáo khống đối với Vatican về túc số giáo dân tại Việt Nam và đồng thời ém nhẹm số lượng các Phật tử. Để tiến hành cả một cái chính sách lâu dài trong 9 năm trị vì thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đó đã sử dụng đạo vụ số 10 có từ thời quốc trưởng Bảo Đại. Trừ nguyên tắc đó, khi mà chính thể bị thay thế đó thì các luật của chính thể trước đó được xem là bị vô hiệu hóa. Đang khi những cái khác vô hiệu hóa, Ngô Đình Diệm vẫn tiếp tục sử dụng đạo vụ số 10 thể hiện các bất bình đẳng tôn giáo và bất bình đẳng xã hội. Trong đó có những điều quy định rất gắt gao, các hội đoàn, các tổ chức tôn giáo ngoài Công giáo và Tin lành có thể bị giải thể bất cứ lúc nào mà không cần phải trưng giảng nguyên do. Đó là phi tự do và chà đạp nhân quyền, tức là tự do tôn giáo và nhân quyền tôn giáo vốn rất nhạy cảm. Để làm công việc đó thì gia đình của Ngô Đình Diệm đã phải quyết định ban hành công điện 9195 yêu cầu triệt hạ cờ Phật giáo quốc tế vào đêm Phật đản 8 tháng 5 tại Huế. Điều đó đã làm cho rất nhiều lãnh đạo Phật giáo không hài lòng, nhiều Phật tử bức xúc. Và Ủy ban Liêu Phái Bảo vệ Phật giáo đã được hình thành để yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm rút lại cái công điện đó, tái thiết lập lại cái công bằng xã hội cho miền Nam Việt Nam như Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phất lờ. Đồng thời ông còn vu cáo rằng là tất cả những cái việc làm như thế là do Cộng sản tạo ra phải. Rồi cái cuộc đàn áp làm cho 8 thánh tử đạo phải bỏ mạng ở tại Đài Phát Thanh Huế đó, thì họ cũng đổ lỗi cho Cộng sản tạo ra. Mà đang khi đó tất cả những điều đó là do ông Đặng Sĩ đã ra lệnh trực tiếp bằng xe tăng và súng ống nã vào đoàn người biểu tình bắt bạo động. Đứng trước hoàn cảnh với ba pháp nạn bất bình đẳng xã hội, bất bình đẳng tôn giáo, khủng bố đàn áp tăng ni và Phật tử, Hòa thượng Thích Bản Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu. Và trong đơn phát nguyện tự thiêu, rồi hai tờ di chúc, 8 bài thơ của Hòa thượng ở tuổi cuối đời đang lúc được thỉnh mời về chùa Ấn Quang để yên nghỉ, thì Hòa thượng đã thể hiện được cái tâm chuyển hóa phiền não. Và Ngài đã dùng các khái niệm như là tôi nguyện sử dụng thân này làm ngọn đuốc soi sáng, làm cho gia đình họ Ngô sớm tỉnh thức, dùng bác ái từ bi để chuyển hóa hận thù. Thì đó là cái nghệ thuật chuyển hóa phiền não. Rất tiếc là chính quyền họ Ngô đã không lắng nghe cái lời cảnh báo đó, mặc dù đơn đã được gửi cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Và họ nghĩ rằng là mình có quân đội trong tay, có quyền lực trong tay, có Hoa Kỳ đứng sau lưng là mọi thứ đều im xuôi hết. Thì không ngờ khi Hòa thượng phát nguyện tự thiêu với lời di chúc, nếu thân thể tôi ngã ra đằng sau là Phật pháp trường tồn, nếu ngã gặp người xuống phía trước là Phật giáo suy vong, đã mở cái cửa ngõ phát nguyện vô ý khác cho 6 vị tu sĩ và 12 vị thánh tử đạo. Sau 7 phút ngồi bất động trong lửa đỏ thì cơ thể của Hòa thượng Thích Quảng Đức ngã ra đằng sau. Thì thông thường á, mình đang ngồi thế này, lửa cháy, cơ thể trở nên chết rồi đó, thì chúng ta sẽ ngã gặp xuống phía trước. Cái phản ứng nó là thế thôi.
Và đằng này đó là ngã ra sao, một hiện tượng rất là đúng với cái lời nguyện ước của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Trong lời phát nguyện tự thiêu, lời nguyện tâm quyết, rồi hai tờ di chúc và nhiều các sáng tác ngắn của Hòa Thượng, bao gồm các thơ mấy ngày trước khi tự thiêu, không bao giờ có một chữ nào thể hiện tâm bị phiền não, sân hận, hận thù. Vì theo Bồ Tát Quảng Đức, Đạo Phật không xem bất kỳ ai là kẻ thù, bao gồm chính quyền của đình viện, bao gồm những người tham gia chiến dịch nước lũ để xóa tăng ni và Phật tử trong các đợt biểu tình. Lửa trong Phật giáo thông thường được gọi là lửa tham ái, có nơi gọi là lửa sân si, nhưng lửa từ cơ thể Bồ Tát Thích Quảng Đức trở thành là lửa từ bi, tức là một nỗ lực chuyển hóa. Mấy tháng sau đó, vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính thể Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ. 12 năm sau đó, chính sách thực dân mới của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cáo chung. Đang khi làm công việc tự thiêu thì Bồ Tát Thích Quảng Đức nói rất rõ là Ngài không bị giật dây bởi một thế lực chính trị nào ở miền Nam hay miền Bắc. Và Ủy ban Liên khoái Bảo vệ Phật giáo đó cũng khẳng định rất rõ là không để cho bất kỳ ai, cá nhân hay tập thể, tổ chức chính trị hay tôn giáo lợi dụng vào phong trào đấu tranh bất bạo động của Đạo Phật để làm chính trị. Và nhờ bằng cái tâm lượng lớn đó, phiền não, nỗi khổ, niềm đau của Phật giáo vào năm 1963 đã được kết thúc. Thì đó là tấm gương phụng sự Phật Pháp rất vĩ đại, và là hiện tượng đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại, xá lệ trái tim có mặt tại Việt Nam. Sau khi để thêm mấy ngày hoàng tại chùa xá lệ này, tại giảng đường này, trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được đưa vào lò quả thiêu an dưỡng địa, nung nóng đến 4.000 độ mà vẫn bất diệt còn nguyên nguyên, đang khi các xương cốt cát đã trở thành tro bụi. Đó là một hiện tượng mà khoa học không lý giải nổi. Điều đó đã phải làm Tổng thống John Kennedy phải thốt lên một lời than: chưa từng có một bức ảnh nào như bức ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tạo ra cái xúc cảm lớn lao trên toàn cầu như thế. Đó là một hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử. Mình bị phỏng chút xíu là mình đau đớn rồi, ngồi 7 phút cho đến lúc cơ thể ngã ra phía sau vẫn an nhiên, không có một cái cảm giác đau đớn gì hết đó. Khoa học không lý giải nổi. Như vậy chuyển hóa miền não không nhất thiết phải là việc nỗ lực làm chủ bản thân mình, mà đôi lúc cũng cần phải có những cái tác động về xã hội và cộng đồng bằng một sự hy sinh nào đó, một cái phát nguyện nào đó, một cái hành động cao cả nào đó để góp phần làm cho xã hội và cộng đồng thức tỉnh. Nó cũng là một cái cách để chuyển hóa phiền não. Và muốn như thế thì phải có đại nguyện và phải có một cái năng lực lớn thì mới có thể thay đổi được cái cộng nghiệp của xã hội. Do vì những cái công lao đó mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã làm tượng đài bằng đồng của Bồ Tát Thích Quảng Đức ngay địa điểm cây xăng, mà mỗi tháng tiền lợi nhuận và lợi tức từ mậu dịch này là rất là cao, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đóng góp cho miền Nam Việt Nam, và nói rộng hơn là cho đất nước Việt Nam. Đó là 10 nguyên nhân phước báo để dẫn đến một đời sống hạnh phúc theo Đức Phật. Trước đây bản kinh này đó
với tựa đề Mangala Sutra thì thường được dịch đó là kinh điềm lành. Thực ra cái điềm lành đó là nó thuộc về một cái nhận thức mang tính là dự đoán trong tương lai. Là cái đó chỉ Mangala mới là điềm lành. Mangala là hạnh phúc, là phước báo. Và ở đây Đức Phật không nói cái điềm gì trong tương lai trên những cái biểu hiện của hiện tại, mà Đức Phật nói về cái tiến trình nhân quả. Hễ ai có làm 1 cho đến 10 điều nguyên nhân phước báo vừa nêu thì chắc chắn đời sống mình được hạnh phúc và chúng tôi được lớn bền vững. Kết thúc bài kinh này, Đức Phật khẳng định như sau: ai tu tạo phước đức được an lạc luôn khi, ở đâu cũng hạnh phúc, tới đâu cũng bình an. Là cái tác động tích cực từ một người làm phúc là mang lại hạnh phúc và bình an ở nơi mình sống và ở những nơi mình tới. Còn người nào mà mình vừa đi khỏi, người ta đốt nhang cúng chúa cho ông địa, còn khi mình ở thì ta quyền rủa, chửi bới, phê bình, chỉ trích, mắc ngố, là mình biết rằng là có vấn đề đấy. Vì cái cộng hưởng tích cực về cái phước báo của các bậc chân nhân, các bậc thiện nhân, các bậc thánh nhân là rất lớn. Đối với đến và đi, làm và nghỉ, dấn thân và kết thúc, đều mang lại cái an vui cho những người có ảnh hưởng hoặc liên hệ trực tiếp hay gián tiếp. Rất là vui khi mấy năm trở lại đây đó thì bản kinh phước đức này đã được dịch và ấn tống rất rộng rãi. Mặc dù nó chỉ có 3 trang giấy thôi, nhưng mà ý nghĩa đạo đức xã hội phụng sự dấn thân của đó là rất cao. Người tại gia nên đọc lại, vì đề cập đến vấn đề phước đức thì Đức Phật ít khi phân tích dài, ngài chỉ nói bằng những điều rất ngắn gọn, xúc tích cho ta dễ nhớ. Và ứng dụng thì giá trị rất cao. Xin kết thúc bài kinh tại đây.